Dạ vâng, tốn chào quý anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ đem đến cho quý anh chị mình một cái mẫu siêu cọp mà 7 chỗ, đời hơi sâu nhưng mà gọi là siêu cọp nha quý anh chị. À, mẫu này là mẫu Mitsubishi Yuli. À, Mitsubishi Yuli 7 chỗ, phơm rồng, bánh treo, điều hòa nhú. À, 4 mâm đút theo xe, trang bị bệ bước rồi. À, có thanh giá nóc nè. Xe này siêu cọp luôn, tại vì xe cọp đời 2005 mà anh chị mình tin nông cái gầm nó như xe mới. Cái thứ nhất, cái thứ hai là keo chỉ con này là zin 100%, máy giữa chưa chỉ luôn nha, máy giữa chưa chỉ nha quý anh chị. À, mời quý anh chị mình coi lại cái một vòng thử cái xe nha quý anh chị. Đây, cái đây là phần trước của xe nè, mặt ca lăng này quý anh chị, mặt ca lăng này chủ anh này rất là chịu chơi, dán Discovery rồi dán xanh dán đỏ nè. À, mà em cho lột ra hết, em cho đánh bóng đánh bát lại cái xe nha. Về theo năm tháng thì cụm đèn nó hơi phai nè, à, phai vàng nè, mai em cho đánh lên, anh chị mình coi giúp em nè. À, coi giúp em mà theo năm tháng mà 2005 bây giờ cũng mười mấy năm rồi mà cái đèn nè nhìn chết mơ chết mệt đi được. Đó, xe trang bị cái đèn gầm nữa nè. Đó rồi, bây giờ em sẽ đi từng cái chi tiết mà thể hiện cái độ đẹp của nó nha anh chị mình. Có thời gian vui lòng bỏ chút ít thời gian lên coi thử cái xe nó cọp như thế nào nha. Đó anh chị mình coi nè, sơn zin nè, sơn zin nó xuống theo năm tháng nè. Đó, thấy không, nhưng mà em vẫn giữ độ zin nha, em không làm lại đâu, để cho nó đẹp nha quý anh chị. Còn cụm đèn bên này nè, hai cụm đèn như một, cản thì có sơn lại về trước đây nè, mai em cho sơn cái cản lại đến bát là lùm cái xe này thôi. Đó, xe này quý anh chị, mâm này, nhìn cái mâm là anh chị mình biết chủ có yêu xe không liền à. Đó, mâm rất là đẹp, chăm sóc xe rất là kỹ, ủ vỏ nè, đây quý anh chị. Đó, lớp mới rất là dày luôn nha, đặc biệt cái là con này kính trước kính sau là zin nè anh chị mình coi nè, hãng Mitsubishi nè, zin theo xe nha. Đó, mấy anh chị mà rành xe Yuli á, lại nhìn cái đường ron này biết liền, nhìn cái đường ron là đánh giá lên cái xe là nó có rin có cọp hay không là biết liền nha quý anh chị. Đó, bây giờ em mời quý anh chị mình vô cái phần nội thất nè. Đây, cái đây là nội thất xe nè, nội thất thì nó không khác một cái Innova luôn, nó anh chị mình mà bây giờ bỏ đồng tiền ra mà mua một con Innova Z, Z lên G thì nó cũng tầm 140-150, còn con này zin tất toàn tật luôn, nhưng mà không có taxi, không có dịch vụ gì hết. Đó, thì đi con nào sướng hơn nha quý anh chị. Đây, gương kính thì bấm là chỉnh điện nè. Đó, kính hậu chỉnh điện nè, điều hòa nè, nút điều hòa chỉnh nè, còn nguyên này không gãy bát cho biết gì nè. Quý anh chị mình coi trong nè, thấy không, ốc nè, đó em dơm là quý anh chị mình coi ốc nè, thấy không. Đó, nhìn ghiền luôn, mé về chưa mở, chưa có hề đâm đụng nha quý anh chị. Hai cái loa lên, hai cái loa bự luôn. Đó, keo chỉ thì nguyên zin 100%. Anh chị một bỏ một cái số tiền 119 triệu ra để sở hữu một xe này nha. Đó, có thương lượng có bớt khi quý anh chị mình lên xem xe và chạy thử nha. Anh chị mình coi phím còi nè, đã không? Đó, điều hòa nhú nè, anh chị mình coi mấy cái nút điều hòa nè, nè, mấy cái vân sần rồi mấy cái biểu tượng rồi còn nguyên hết à, nguyên suy như xe mới quý anh chị ơi. Đó, cũ số nè, nội thất anh quý anh chị mình coi đánh giá giúp em nha. Đó, xe vừa đẹp quá, em nắm đầu quay luôn, khỏi còn dọn gì luôn nha quý anh chị. Tem mát rồi nè, khó cửa nè. Đấy, 119 triệu nha, để bao gồm phí rút hồ sơ gốc. Quý anh chị mình coi đánh giá một cái xe nè. Đây nè, kính zin nè, kính zin nè, zin luôn nha. Đó, kính đầu cũng zin luôn nha. Anh chị mình cứ bỏ chút ít thời gian lên coi cái xe đi. Đó, coi thử lời em nói có đúng hay không, là keo chỉ nó zin hay không nha. 2005 mà em dám bảo đảm quý anh chị là keo chỉ là zin 100% là anh chị biết cái xe nó cọp cỡ nào rồi. Đấy, quý anh chị mình coi nè, hai dàn điều hòa riêng biệt, nội thất thì sạch sẽ. À, anh chị mình coi nè, bốn lớp thì dày cui, đây bốn lớp dày cui, bốn lớp mới nha, xe không có mục mọt nha anh chị ơi. Anh chị mình có điều kiện thì lên xem xe đi, xem xe tại Dĩ An Bình Dương. Còn anh chị mình rành Yuli á thì coi giúp em cái này nha, tem zin nè, sơn rin nè, anh chị mình coi nè, mấy cái này á mày thợ mày người ta sơn á là người ta sẽ che lại lắp cái này liền, còn cái này là sơn zin nha, sơn zin hùng tỏm mỏng tăng. Đó, xe nó đẹp quá, quay hồ liệu luôn quý anh chị. Đó, nó đẹp quá, mình liệu theo cái đẹp của nó luôn. Đó, đèn cụm đèn sâu nè, sáng giới luôn nè. Đó, trang bị đuôi cá nè. Đó, lớp treo nè, con này biển 68 nhưng mà lưu thông tại Sài Gòn, quý anh chị mình cùng là coi giúp em nè. Đây, đây mấy cái chi tiết nhỏ mà thể hiện cái sơn zin này quý anh chị. Đó, mấy cái chi tiết nhỏ thôi mà thể hiện cái xe nó đẹp hay không nha. Kính sau là kính zin luôn nha. Đó, kính zin luôn, 2005 mà nó zin cái gì mà nó zin dữ dằn luôn. Đó,
xe màu đen nha. Rồi anh chị mình coi giùm em cái gầm nè, đời 2005 mười mấy năm rồi nha, mười mấy năm mà cái gầm nè, tin nổi không anh chị? Xe chưa có rửa, chưa có gì hết trơn á, hả? Dây của kem lùi nè, tôn vỏ nè, thấy không? Sắc suy nè, nó có hơi hang dỉ theo thời gian thôi, nhưng mà bô bọng nè quý anh chị, đẻ không? Đó. Thì quý anh chị mình có nhu cầu thì alo cho em Tuấn ngay nha. Số điện thoại của em là 0904804567, xem xe tại Dĩ An, Bình Dương. Đó. Ba ghe mui nè, chở đồ rồi nè. Mời quý anh chị mình qua cái khoang máy nha. Khoang máy nè, anh chị mình coi cái sim nó mới về nó này, nó làm gì nè. Đó. Đóng cửa chắc nụi nha. Bằng coi anh hát cho mấy đâu. Đây. Anh chị mình coi khoang máy nè. Nhìn cái ốc capo là thấy thương liền phải không? Đó, có cũ theo 5 tháng, không có dấu vết cờ lê mọ lết gì hết. Còn keo chỉ nè. Nó dinh gì đâu mà nó dinh dữ dằn luôn. Đó. Anh chị mình coi ốc bô nè. Ốc bô nè thấy không? Ốc bô chưa có dấu tháo, máy rinh chưa chỉ nha, máy rinh chưa chỉ nha. Đó. Mai cho rửa ra một phát là ăn tiền liền. Đây, ốc mé về rồi nè quý chị, đây. Đó, trời ơi, tôn vỏ trong nè, thấy không? Đó, chỉ có 119 triệu thôi nha. Anh chị mình liên hệ với em ngay nha. Xem xe tại Dĩ An, Bình Dương. Đó, giá trên coi bớt lọc lá cho quý chị nha. Coi bớt lọc lá thôi. Đó, còn quý chị mình coi cái chất xe đi nhiều đít á. Là giờ mấy cái này nè. Vân sần nè. Chắc nụi à. Không có, nó không có giòn như mấy cái xe kia nha quý chị. Đó, em làm rất là nhiều du ly rồi. Nó không có giòn. Đấy, còn mấy cái này nè. Nó chắc nụi à. Đó, nội thất là rất là sạch sẽ nha quý chị. Keo chỉ thì nghiêng dinh nha. Đây. À, mai em cho tháo ghế giống gì ra dọn cho quý anh chị nè. Thôi quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại của em là 0904804567 nha quý anh chị. Đó, Mitsui Yuli 205 form rồng. Đấy, form dáng, form rồng, điều hòa nhú nha. Mâm đúc nha quý anh chị.